Vũ Hoàng xin kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Năm, ngày 7 tháng 4 với phần tin Việt Nam. Chính phủ Việt Nam hôm nay lên tiếng xác nhận đã bắt giữ hai nhà hoạt động dân chủ là bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Lê Quốc Quân khi hai người này xuất hiện bên ngoài tòa xử vụ tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ. Theo lời bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, hai người này bị bắt giữ vì gây rối trật tự. Tuy nhiên, bà Nga không cho biết thêm bất kỳ một chi tiết nào. Bà Vũ Thúy Hà, vợ bác sĩ Phạm Hồng Sơn, cho đài chúng tôi biết như sau. Chúng tôi đã bị đánh, vừa bị công an dùng dùi cui đánh vào người vì đã cùng đứng với nhiều người ở khu vực đó. Thế sau đó, sau khi đã bị đánh như thế thì còn bị bắt giam. Thế thì tôi thấy như thế rất là vô lý, vô lối. Tôi thấy là chỉ có cái việc mà đứng một cách rất là ôn hòa như vậy mà không được phép. Thì tôi thấy có 102 trên cái thế giới này. Cũng trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do, bà Hiền, vợ luật sư Lê Quốc Quân kể lại. Công an đã đọc cái lệnh khám xét nhà, rồi công an đã bắt đầu khám xét từng phòng của gia đình chúng tôi, từ sách vở, tủ quần áo, máy tính và các cái đồ dùng ở trong phòng. Cuối cùng thì đã thu giữ một máy tính để bàn, một máy laptop và một két sắt cùng một số tài liệu khác nữa. Thưa quý vị, sự kiện Việt Nam kết án tù tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và bắt giam thêm hai nhà dân chủ bên ngoài phiên tòa ở Hà Nội hôm thứ Hai tuần này đã gây nhiều quan ngại cho cộng đồng quốc tế. Điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ chiều thứ Tư, ngày 6 tháng 4, ông David Shear, người được Tổng thống Obama đề cử làm tân đại sứ tại Hà Nội cho rằng Việt Nam cần phải cải thiện thành tích nhân quyền để có thể tăng tiến hơn nữa các quan hệ với Hoa Kỳ. Ông David Shear nói rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, hiện Washington vẫn còn những quan ngại về tình trạng đàn áp những nhà bất đồng chính kiến, hạn chế quyền tự do báo chí và tự do Internet, cũng như các trường hợp sách nhiễu tôn giáo tại Việt Nam. Theo ông David Shear, nhân quyền và tự do tôn giáo sẽ là trọng tâm của các cuộc bàn thảo giữa ông với các nhà lãnh đạo cũng như người dân Việt Nam. Cùng với Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu EU bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc giam giữ nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Cù Huy Hà Vũ. Theo đại diện của EU ở Việt Nam, thì việc kết tội ông Cù Huy Hà Vũ không phù hợp với quyền cơ bản của mọi công dân là được bày tỏ ý kiến tự do và ôn hòa. Ngoài ra, EU cũng lo lắng trước việc Việt Nam bắt giữ một số người theo dõi phiên xử một cách ôn hòa bên ngoài tòa án, nơi được cảnh sát bảo vệ chặt chẽ một cách bất thường. EU cho rằng danh thế của Việt Nam trên trường quốc tế và triển vọng kinh tế lâu dài của Việt Nam sẽ không thể duy trì được nếu việc bày tỏ một cách ôn hòa, nhất là những vấn đề cốt yếu cho tương lai của người dân và đất nước bị đàn áp. Trong khi đó, Việt Nam cho biết đã thực hiện đúng các thủ tục pháp lý trong vụ xử ông Cù Huy Hà Vũ. Hôm 5 tháng 4, phản ứng trước tuyên bố của quyền phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liên quan đến phiên tòa xét xử ông Cù Huy Hà Vũ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga khẳng định đây là một tuyên bố can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra, tất cả các chương trình của chúng tôi đều được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.youtube.com/RFA Vietnamese. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi bằng chương trình điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.